Rồi, xin chào tất cả bọn em. Chào mừng bọn em tiếp tục quay trở lại với Bonsai Trường Thi. Rồi, vẫn là khung giờ quen thuộc 11 giờ và 19 giờ mỗi ngày. Bonsai thì phát sóng như video để giao lưu bọn em những dòng cây khai thác. Thì đây là mùa hải châu. Mùa hải châu thì một cái cây hải châu khá là nổi tiếng xứ sở miền Trung rồi. Bọn em rất rõ rồi. Rồi, kính giới thiệu bọn em một cây hải châu hàng chân rễ. Cây quá nghệ thuật và cây đang cho hoa và trái. Đang cho trái. Kính mời của anh em xem tổng thể cây. Cây hàng chân rễ của anh em. Cây hàng chân rễ nha. Một cái cây tương đối quá là ok rồi. Hàng chân rễ, chân rễ nó giống như một con thú. Cây cũng đang cho hoa và trái. Đang cho trái. Cây này thì nói chung chỉ cành thì tương đối thôi anh em, của anh em. Nên cái lượng hoa trái nó cũng chưa được nhiều. Của anh em nghĩa chơi chăm sóc thì những cây này sang năm thì chúng ta vô tư chúng ta chơi thôi, rất là đẹp, hàng trong rễ. Rồi cây này thì cái hàng trong rễ cho nên là cũng khó đo bữa nay. Thôi mình sẽ thấy đo cái tổng thể đi, đo tổng thể cái đo cái bộ chân rễ nó trải dài này thì nó tầm khoảng 30 nha, 30 thì cái chân cái eo đi, đo cái eo tại đây đi. Đo cái eo tại đây. Eo tại đây nó là 10 10 14 của anh em. Eo tại vị trí này là 14 nha. Đấy. Và cái thân trên đây đi. Thân đây nó khoảng 20 20. 20 nha. Cái hàng chân rễ cho nên nó cũng khó đo. Bữa nay em cố gắng xem kỹ video nha. Và cái tổng thể cây. Cây nó có chiều cao tính từ mặt chậu lên là khoảng 45. Và cái tán của nó thì khoảng 50, khoảng 55, tán khoảng 55. Cái khay này là một cái khay hàng chất lượng của Trung Quốc nha. Khay này thì oval, kích thước nó là 47 nha, oval kích thước 47. Và cái chiều dày của nó là 10 phân, được không? Để mà xem kỹ, xíu bọn xanh thì quay kỹ hơn, gần hơn. Thì cái phần tán ngang của nó là 40 nha, phần tán ngang 40. Cây hai cho khá là ok của anh em. Rồi mời của anh em xem cái phần chân đế nha, của anh em xem phần chân rễ nó rồi như một con thú. Bên sang thì chỉnh chu vào chậu đẹp cho của anh em chơi rễ rất vòng này. Em xem nó như một con thú luôn. Phần cái lưng nó có phần lũa nha, cái lưng bên đây luôn, cái lưng một lũa này, lũa khu này này, tất cả những cái rễ đều sống hết nha quý anh em. Cái lưng nó lũa thép này, cái lưng lũa thép rừng, quý anh em an tâm chơi không lo lắng nha. Tại dòng cây khai thác có những cái lũa đó thể hiện được cái, cũng thể hiện được cây nó có một cái độ tuổi nhất định. Cây thì cái mùi vừa rồi nó cho hoa và trái này. Đây. Rồi nó cho hoa trái thì cũng lác đác thôi. Cây này thì chỉ cần tương đối thôi anh em. Cây này chúng ta hẹn cũng năm sau nha. Trái cũng rất là đẹp này, rất là lớn. Đấy. Vừa rồi thì nó cho được ít trái. Chúng ta chăm sóc cây đẹp, cơ bản là cây chúng ta có những cốt đẹp. Thì chúng ta chăm sóc và chơi năm này năm khác. Nghĩa là càng nuôi chúng ta càng giá trị của anh em. Những cây càng nuôi càng giá trị, chất đế nhị thân. Cơ bản chúng ta có cốt đẹp, mà vấn đề vừa nuôi vừa chỉ cành thì chúng ta tính tới thời gian 1 năm 2 năm. Nhưng những cái cây mà chúng ta không có cốt cành, nó không có bài bản, không ra sao thì quý anh em có nuôi lâu dài thì nó cũng không có giá trị nha. Nên là bọn sành thì cố gắng kiếm những cây mà nó cơ bản có phần đế, chỉ cành, phần đế đẹp để giao lưu của anh em. Những cây này thì chúng ta nuôi nó giá trị. Bọn sành thì mua bán cho nên là sành thì chỉnh chu, cơ bản hoàn thiện thì giao lưu với anh em. Chúng ta có thời gian ta tiếp tục ta nuôi dưỡng thêm một cái hải châu khá là ok của anh em. Cây này thì cái dòng lá của nó là cũng hơi lớn nha của anh em. Dòng lá nó cũng hơi, nhưng nó còn là một cái dòng lá nhỏ. Tuy nhiên thì cái dòng lá nó cũng hơi lớn một xíu,
so với dòng lá rí lá nhỏ, nhưng với em ta an tâm tại vì hải châu thì nó cũng khá là nhiều chủng loại, cơ bản vây có đẹp, đế gốc đế đẹp và hoa trái thì người ta chơi thôi, thế là ok rồi. Cây này thì bên sàn thi giao lưu với em giá là 4,7 triệu bao ship, 4,7 triệu bên sàn thi bao ship, 4,7 triệu bao ship.